Chào mừng cô chú anh chị ha. Và chủ đầu tư đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Tây Ninh TV. Và hôm nay sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một căn nhà nhà đất được tọa lạc ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cô chú anh chị ha. Thì nhà đất của mình tổng diện tích là 230,90 mét vuông Gồm có 200 thủ cư cô chú chị ha. Thì có chiều ngang là 7m, hậu dài 34m. Nhà đất mình quay mặt về hướng Nam cô chú anh chị ha. Thì từ vị trí nhà đất của mình sẽ cách chợ Cầu Xe khoảng 350m. Và trường học đầy đủ tiện ích của chú chị ha thì từ vị trí nhà đất mình mình sẽ ra đường DT 787 này là khoảng 40 m thì đường DT 787 này mình sẽ quẹo trái mình sẽ ra chợ cầu xe và công ty AA và về Tây Ninh Bình Dương Củ Chi và mình ngược lại ra trung tâm thị xã Tráng bàn thì từ vị trí nhà đất mình sẽ cách trung tâm thị xã Trảng Bàng là 12 km của chú chị ha. Thì bến xe Củ Chi là 24 km. Mình về bến Cát Bình Dương là 33 km. Mình về thành phố Tây Ninh là 50 km của chú chị ha. Thì hiện tại ở đây. Dân cư đông kính của chú chị ha. Đó trước mặt mình là đường DT 787 thì từ trên cao mình sẽ cũng thấy được cái chợ cầu xe ha thì trước mặt mình đây là đường này sẽ về củ chi đây đường này mình ra đường dt bảy trăm bảy đó trước mặt màn hình mình là chợ ha Rồi, từ vị trí này mình sẽ ra đường DT787 khoảng 40m của chú chị ha. Cách có ba bốn cái nhà thôi. đây Nhà mình đây. Bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình vô nhà tham khảo ha. Thì từ mía hàng này mình kéo qua là 5m, còn chủ để thừa bên ngoài là 2m ha, là 7m ngang Hậu sâu trong là 34m. Nhà ở đây sang sát nhau. À, hiện tại vị trí đất của mình sẽ đến cụm công nghiệp AA tây ninh là khoảng một cây rưỡi số của chú chị ha, một khoảng năm đến 2 km trở lại thôi ha, thì uh, mình đi làm phước đông cũng được, hay là công ty AA cụm công nghiệp đó cũng được, thì bên đây là cũng dự án rất là nhiều, cũng có cảng, lậu giới ở ngoài thì 30 mươi mét, hiện trạng đây nhà mình được chủ uh, ốp gạch hai bên tường rất là cao ha khoảng 17 7, mét bảy mét tám của chú chị ha nhà mình phòng khách rất rộng rãi nè có hai phòng ngủ luôn một phòng khách hai phòng ngủ nhà bếp nói chung là đầy đủ công năng nhà rất còn đẹp ha cô chú anh chị mình uh, mua thì uh, vệ sinh là sạch sẽ lại là ok Giờ mời cô chú anh chị mình xuống nhà bếp ha. Đây là nhà bếp của mình. Nhà bếp nhà ăn. Nói chung rất là rộng rãi nhưng mà nhà hơi bề bộ xíu. Cô chú anh chị mình có nhu cầu mua bán nhà đất thì liên hệ mình review nhà đất ha. đây là nhà tắm vệ sinh sàn rửa chén phía sau mình còn khoảng sân trống của chú chị trên bồn nước rồi đầy đủ ha bên đây chủ để chừa ra khoảng một mấy mét mét mấy mét mấy, mấy, mấy cô chú chị ha đó, từ mấy gạch bông này là đổ qua là của mình hai bên gạch khác nhau ha thì sổ sách rồi đo đạt đầy đủ đó, cô chú chị mình quan tâm liên hệ ngay em ha thì em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn thì à, chủ kêu là 2 tỷ hai à, à, có gì gặp chủ thương lượng sao ha chủ gửi sau thì mình báo, báo giá vậy thôi còn nếu mà cô chú anh chị mình quan tâm thì à, liên hệ gặp chủ qua số điện thoại mình để trên màn hình Cô chú anh chị mình vui lòng cho đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn cô chú anh chị mình clip sau.